Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Bọ cạp là một chiến binh thực thụ với khả năng chiến đấu đỉnh của Chop. Để thử thách xem thật sự chiếc bọ cạp này mạnh đến mức nào. Ngày hôm nay chúng ta hãy đồng hành cùng mèo ú để xem có loài nào thật sự có thể chiến thắng trước chiếc bọ cạp máu chiến này hay không nhé. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa bọ cạp và cua đồng. Ngay từ khi bắt đầu, bọ cạp đã liên tục tấn công với hai chiếc càng cực khủng và phần đuôi chứa nọc độc của mình. Khi vừa thoát khỏi chiếc đuôi độc, cua chưa kịp bỏ chạy đã bị kẹp chặt một cẳng, và rồi, cặp càng của bọ cạp đã thành công bớ một cẳng của cua đi. Cua hốt hoảng bắt đầu bỏ chạy, nhưng tinh thần chiến đấu của bọ cạp đang dâng cao, nó liên tục đuổi theo, chủ thớt phía ngoài quyết định gửi thêm hỗ trợ cho cua. Tuy nhiên, dù là thêm một đối thủ nữa, bọ cạp vẫn chưa bao giờ xem đó là vấn đề, nó dễ dàng hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc, tuyệt đỉnh công phu thật đấy. Sang vòng 2, chúng ta sẽ cùng xem, khi gặp một đối thủ khác là rết khủng, thì bọ cạp sẽ xử lý như thế nào nhé. Ngay khi vừa gặp mặt, cả hai đã lao vào nhau, tuy nhiên, rết nhanh chóng nhận ra đối thủ trước mặt quá chiến, nó đành sử dụng chiêu dương đông kích tây, chạy vòng quanh khắp hộp. Sau đó bất thình lình lại lao xuống, cuộc chiến cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng bọ cạp là một chiến thần dày dạn kinh nghiệm, nó luôn biết tận dụng cơ hội, chỉ cần sơ sẩy, rết bị vật ngửa bụng ra sàn. Tuy rằng nó trở mình khá nhanh, nhưng bọ cạp với đầu óc nhạy bén, cùng phần vò nhọn ở đuôi, nó luôn tranh thủ xiên vào con rết. Cho đến bước cuối cùng, nó dùng càng kẹp chặt vào đầu rết, thôi toang, cuộc chiến đến nước này đã hạ màn được rồi. Đối thủ thứ ba của bọ cạp là một con rắn, trông có vẻ khá hiền lành nhút nhát, đang do thám tình hình môi trường mới. Cả hai thận trọng kiểm tra đối phương, tuy nhiên, chiếc rắn này không có độc, cộng thêm nó chẳng có vũ khí gì để đấu lại. Bọ cạp nhanh chóng phát hiện ra đối thủ này thật sự dễ xơi, nó lại gần, rồi chỉ trong tích tắc, sẽ tranh thủ thời cơ kẹp chặt vào mình con rắn. Dù bị đau, con rắn chỉ có thể vặn vẹo, nhưng không thể chống trả, vì thế, chỉ sau vài lần bị bọ cạp tấn công, con rắn đã bị đuối sức đi rất nhiều. Và đối thủ cuối cùng, cũng là đối thủ mạnh nhất chính là nhện Tarantula, với kích thước còn lớn hơn bọ cạp. Tuy rằng nó không có bộ giáp bảo vệ, hai chiếc càng mạnh mẽ hay vòi độc ở đuôi như bọ cạp, nhưng nhện lại rất thông minh. Nó liên tục tránh né sự tấn công của bọ cạp, sau đó tranh thủ cơ hội, bắn tơ từ phao câu để ngăn chặn bọ cạp, cả hai đều cực kỳ dày dạn kinh nghiệm. Không má nào chịu thua má nào, khiến cho cuộc đấu vô cùng gay cấn, cả hai giằng co, rồi dè chừng nhau, nhện nhất định không để cho bọ cạp chọc được phần đuôi vào người nó. Cả hai cứ như vậy, quả thật là đôi lứa xứng đôi, đối thủ xứng tầm, tuy không thể thật sự hạ gục được bọ cạp. Nhưng nhện Tarantula đã trở thành đối thủ mạnh nhất trong số những tuyển thủ đấu với bọ cạp ngày hôm nay. Bạn đoán rằng nếu tiếp tục cuộc chiến này, liệu rằng nhện hay bọ cạp sẽ giành được chiến thắng? Vì cuộc chiến mãi vẫn chưa ngã ngũ, chủ thớt đã cho cả hai tuyển thủ nghỉ ngơi để ngày hôm sau sẽ bước vào cuộc đấu quyết định. Một con bọ được đưa vào trong giống như là món mồi dự bị, để hai tuyển thủ ai đói bụng thì xơi nhẹ em nó vậy. Lần này, cả hai đối thủ đều đã biết rõ sức mạnh của nhau, nên vô cùng cẩn thận, chẳng may mất tập trung là bị xiên ngay, đến lúc đó muốn đảo ngược tình thế sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, không chiến đấu thì không được, vì thế chúng bắt đầu đánh giáp lá cà vào nhau, tuy nhiên đây không phải là cách có lợi cho nhện. Với vũ khí thiện chiến như hai chiếc càng lớn và vòi độc ở đuôi, ngay khi vừa chạm nhau, nhện đã bị lép vế, nó vội bật ra xa. Đã hiểu ra vấn đề, nhện không dám lơ là, để rồi bị dụ vào đánh giáp lá cà thêm một lần nào nữa. Nó thận trọng bò xung quanh, bắt đầu bắn tơ về phía bọ cạp, khiến nó gặp không ít rắc rối. Dù bị bọ cạp lôi xuống, nhện vẫn cố bám trụ ở phía trên, đến lúc bọ cạp đã tỏ ra khá mệt, nhện mới bước xuống sàn, sau đó thử lại một lần nữa, tấn công giáp lá cà xem sao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, cùng vũ khí cực chiến phía ngoài, bọ cạp vẫn thể hiện sự khó nhằn của mình, đâu phải cứ thích là xơi được anh đây đâu. Cả hai bước vào giai đoạn dè chừng nhau, nhất định không lại gần, nhện ở phía trên đột nhiên có hành động đầy bất ngờ. Nó thình lình chuyển sự chú ý sang con bọ phía dưới, và sau đó, dùng bộ nhá chắc khỏe của mình hạ gục con mồi, nhanh gọn và chính xác khiến nó không kịp trở tay. Cùng lúc đó, bọ cạp lén lút xuất hiện từ phía sau, tính dùng đuôi tấn công nhưng bị nhện phát hiện, nhện vội thả con bọ đang hấp hối ra. Sau đó chuyển sự chú ý vào bọ cạp bên cạnh, tuy rằng cả hai không ai tấn công, nhưng chiếc bọ đáng thương đang hoảng loạn, chạy lung tung khắp nơi. Nhện đã đói bụng, nhưng vẫn không dám đánh chén con bọ, vì lo sợ, lúc nó đang tập trung ăn, sẽ bị bọ cạp cho vào trong lúc nào không hay. Cả hai vô cùng cẩn thận và đề phòng, những lần giáp lá cà cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Vứt con bọ sang một bên, nhện và bọ cạp bắt đầu chính thức khởi tranh trận chiến đầy căng thẳng, nhện đã khéo léo nhả tơ khắp chân của bọ cạp. Vì bị vướng víu nên những hành động của nó đã không còn chính xác, tuy rằng vẫn cực kỳ máu chiến, nhưng sau vài lần tấn công hụt, bọ cạp bắt đầu lo sợ. Nó hầm hè nhìn nhện, tuy tức xì khói nhưng méo làm gì được, lơ mơ lại trở thành mồi cho nhện khủng thì toang. Không thể ngờ rằng, một con nhện tưởng như không có vũ khí phòng bị, lại có thể chống chọi lâu đến vậy. Thậm chí đã đến lúc này, nó có vẻ còn chiếm ưu thế hơn so với bọ cạp mất bình tĩnh bò xung quanh tỏ vẻ cầu cứu. Cuộc sống cạnh tranh cần phải vừa khỏe mạnh, vừa khéo léo như nhện Tarantula, có như vậy thì mới có thể giành được chiến thắng trước những đối thủ tưởng chừng như mạnh hơn gấp nhiều lần vậy. Bạn nghĩ sao về trận chiến này?
Ban muốn chiến sẽ dành cho bên nào, bọ cạp mạnh mẽ hay nhện thông minh và khôn khéo? Chia sẻ suy nghĩ của bản thân xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.